Tại quận Kajiado, phía nam thủ đô Nairobi của Kenya, đông đảo người dân địa phương đang học nghề nuôi ong. Đây được xem là một cứu cánh cho họ sau những đợt hạn hán nghiêm trọng và kéo dài ở Đông Phi trong vài năm qua. Hạn hán xảy ra vào năm 2017 đã giết chết đàn gia súc của chúng tôi. Đó là lý do tại sao chúng tôi bắt đầu nuôi ong. Theo người dân nơi đây, nghề nuôi ong mang lại lợi nhuận nhanh hơn so với nuôi bò hoặc dê. Vì các loại gia súc lớn cần phải đợi ít nhất một năm mới bán được những con nhỏ mới sinh. Ông Julius Jere, đại diện chính quyền địa phương nhấn mạnh, việc chuyển sang nghề nuôi ong là cần thiết, đảm bảo sinh kế của cộng đồng. Hiện tại, dù đã tìm được nguồn thu nhập thay thế, nhưng người dân Kenya vẫn duy trì chăm sóc đàn gia súc của mình. Kenya là một trong những quốc gia vùng sừng châu Phi bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi biến đổi khí hậu. Ngân hàng Thế giới cho biết, Kenya có thể mất tới 7,25% sản lượng kinh tế vào năm 2050 nếu nước này không có hành động mạnh mẽ để thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm thiểu tác động của nó.